Cố lên. Oh. Sướng thừa hả? Đang sửa xe đó. Mốt lớn lên làm thợ sửa xe hả con? Ừ. Mai mốt con lớn lên nó phải làm thợ sửa xe hả? Có ai làm sửa xe kiểu kinh dị vậy không? Nằm ở trên xe sửa cái bánh ở dưới. Lật lên đi, lật xe lên đi. Lật xe lên đàng hoàng đi. Coi có chạy được không? Coi cái bánh còn lăn không? Sửa xong chưa vậy anh? Anh sửa xong chưa vậy anh? Sửa xong chưa mà thổi bong bóng nữa. Sửa xong rồi hả? Xe chạy rồi hả? Đó, đề xe chạy rồi. Đề xe chạy rồi. Dựng lên chạy đi. Dựng xe lên chạy đi. Xe chạy rồi. Trời ơi, trời ơi. Nó ôm xe luôn trời. Thợ sửa xe này á mạnh dữ ta. Thợ này không biết sửa xe hay là phá xe nữa. Dựng xe lên chạy đi. Ừ. Em dựng xe lên chạy đi. Dựng xe lên chạy nha. Ồ. Chạy đây. Rồi chạy lên xe chạy đi. Ừ, chạy lên xe con chạy đi.